Vào ngày 7 tháng 11, YG đã chia sẻ những bức ảnh về lần xuất hiện quảng cáo gần đây của Jennie, Rosé và Jisoo trên mạng xã hội. Jennie đang tích cực làm người mẫu cho Market Corey với chiếc váy liền mang màu sắc của thương hiệu. Rosé thì cầm item của Sunwasu trong buổi chụp hình làm đẹp. Jisoo với tư cách là đại sứ toàn cầu của Cartier được nhìn thấy đeo trang sức của họ trong buổi chụp hình thời trang cho Elle Singapore. Sự xuất hiện của Lisa bị mất tích. Vì Lisa là trung tâm của sự không chắc chắn về việc gia hạn hợp đồng của Blackpink với YG, nên việc cô bị loại lần này đang làm gia tăng nhiều nghi ngờ khác nhau. Lisa đã tham gia vào các hoạt động khác biệt so với các thành viên khác của Blackpink. Cô vướng tin đồn hẹn hò với tỷ phú thừa kế Ferric Ano. Cô cũng biểu diễn tại Crazy Hot, một trong ba quán rượu dành cho người lớn hàng đầu ở Paris. Hậu quả của lần xuất hiện này là tài khoản Weibo của Lisa đã bị xóa. Chính quyền Trung Quốc thực thi nghiêm ngặt các quy định về việc giữ gìn phẩm giá của những người nổi tiếng tham gia vào các màn trình diễn dâm dục hoặc thô tục. Trong khi ảnh người mẫu quảng cáo của các thành viên Blackpink lần lượt được đăng tải, thì Lisa lại mất tích. Vậy theo bạn, việc gia hạn hợp đồng của Lisa có thất bại hay không? Chúng mình là Top Giao Hàn, đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách ấn subscribe và nhấn vào quả chuông thông báo để nhận về cho mình những thông tin mới nhất nhé. Còn bây giờ xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.